Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố chiến dịch quân sự của nước này tại giải Gaza sẽ được tiếp tục trong trường hợp cần thiết trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad đang ở diễn biến tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua. Chiến dịch này vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho người dân. Chúng ta cùng nhau tham gia, cùng nhau vượt qua điều này và cùng nhau chiến thắng. Đây là tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel Netanyahu sau một cuộc họp tại trụ sở Bộ Quốc phòng tại Tel Aviv với một loạt quan chức an ninh đứng đầu nước này. Tuyên bố này đồng nghĩa nỗ lực thúc đẩy đàm phán về một lệnh ngừng bắn được Ai Cập, nước trung gian giữa Palestine và Israel thúc đẩy, chưa mang lại kết quả như mong muốn. Trước đó, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra giữa lực lượng phòng vệ Israel và nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad ở giải Gaza. Phía Israel cho biết, còn báo động và hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt khi hàng chục quả đạn pháo bắn vào các khu dân cư ở miền nam nước này, giáp với giải Gaza. Đồng thời, phía quân đội Israel cũng tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí phóng rocket của Jihad. Cơ quan y tế của giải Gaza thông báo đã có 25 người Palestine thiệt mạng và 76 người khác bị thương, bao gồm các tay súng Jihad và dân thường, kể từ khi Israel phát động chiến dịch tấn công tấm khiên và mũi tên. Trong khi đó, Israel thông báo đã có 32 người dân Israel bị ảnh hưởng, trong đó 15 người bị thương trong khi tìm chỗ trú ẩn, số còn lại bị ảnh hưởng tâm lý.